sâu phía dưới đáy biển lạnh lẽo và thậm chí tối tăm là đời sống của các loài động vật, vi sinh vật biển. Nhưng lẫn trong số đó cũng có rất nhiều dấu vết của loài người. Vì nhiều lý do khác nhau như chiến tranh, gió bão, tai nạn đâm va, sự cố hỏng hóc, lạc đường, thậm chí đánh chìm các thiết bị không sử dụng được, vân vân, mà nhiều phương tiện di chuyển của loài người như máy bay, tàu thuyền, ô tô bị chìm xuống dưới lòng đại dương. Một số vẫn còn cả dấu vết của xác người mắc kẹt bên trong các phương tiện di chuyển mà các loài động vật ăn thịt lớn dưới đáy biển không thể tiếp cận. Chỉ có các loài sinh vật nhỏ đã gặm nhấm những phần mềm bị thối rữa và tan rã dần. Chỉ còn lại là các đoạn xương cứng mà chúng không thể sử dụng. Đoạn video này có thể được sắp đặt để quay lại nhằm tạo nội dung chú ý. Tuy nhiên, sự thật là rải rác trên khắp các đại dương mênh mông có không ít người đã gặp những rủi ro bất chắc và đã nằm lại xuống đáy biển sâu mà người khác không hề hay biết hoặc không thể tìm thấy. Trở lại mặt đất để yên nghỉ như những người bình thường khác. Dù sao, với thời gian đủ dài, họ cũng sẽ như bao người đã khuất khác. Mọi thứ trên thân xác cũng đều tan hoại và hoàn toàn trở về với cát bụi theo định luật của nhân giới.